Tôi biết chắc chắn có người muốn hãm hại Bình An. Tôi biết có kẻ gì muốn tranh giành tài sản mà đã hãm hại anh Thịnh. Lúc này Bình An đang mang thai con của anh Thịnh. Chắc chắn người đó sẽ không để cho Bình An được yên. Anh Thịnh vừa mới nói gì? Là ai muốn hại anh Thịnh? Là ai muốn hại Dương Ba hả? Là bà chủ. Chị Trúc, tôi xin chị đó. Chị biết vậy là quá đủ rồi. Chị biết nhiều chỉ có hại cho chị mà thôi. Chị Trúc, chị hứa với tôi đi. Chị hứa với tôi, chị sẽ ráng bảo vệ Bình An nha chị. Cậu Tư, Dượng Ba. Trúc, sao Trúc ở đây? Có chuyện gì hệ trọng hả? Phải, đã có manh mối về vụ tai nạn của Dượng năm đó. Tiền này ba cho riêng con, muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi ý ba má. Xài hết, cứ nói với má con sẽ đưa thêm. Dạ, con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Con ngồi xuống đó đi. Ba, ngày mai dẫn con dâu ra tiệm vàng, coi nó thích cái gì thì sắm cho nó cái đó nha. Đâu có được đâu mình. Mình muốn mua cái gì cho con dâu á thì thôi cứ đợi con nó sanh xong rồi mua cũng được mà. Đàn bà thai nghén là kiêng cử nữ trang lắm, đúng không con? Dạ, má nói phải. Dạ thưa ba, từ ngày con về làm dâu nhà mình, ba má đã cho con nhiều vòng vàng lắm rồi. Con đâu có cần chi mấy cái này, chỉ cần thấy gia đình mình mạnh khỏe, vui vẻ là con vui lắm rồi. Không sao, con thích cái gì á thì con sắm thêm. Cái này là ba thưởng riêng cho con mà. Dạ con cảm ơn ba. Chưa gì mà ổng nó hào phóng với nó như vậy. Đây rồi á, nó mà đẻ được thằng con trai, chắc ổng bắt cả nhà cung phụng má con nó luôn cho coi. Ủa bà, còn cái chuyện vợ con thằng Bảo tính tới đâu rồi? Em cũng tìm được mấy chỗ rồi, mà ngặt nổi cứ nói tới là nó bàn ra. Cái thằng này, anh hai nó sắp có con rồi, nó cũng phải tính tới chuyện vợ con đi là vừa. Lớn rồi lông bông hoài.
Chị Trúc nè, chị coi mai mấy bộ đồ cho con của tôi nghe. Mặc dù đứa nhỏ nó chỉ mới tượng hình thôi, nhưng mà tôi nghĩ mình lo từ bây giờ cũng tốt chị hen. Tôi nghĩ con của tôi nhất định nó sẽ là con trai. Chị có thấy vậy không? Chị... chắc chắn luôn, nó phải là con trai. Cho nên chị không có cần phải thêu hoa lá cành gì đâu, cho đỡ mất công, nghe. Ừ, chị biết rồi. Mà chị Trúc nè, còn mấy tháng nữa thôi là tôi sanh tới nơi rồi. Đến lúc đó chị coi chăm sóc tôi nghe, rồi sẵn tiện làm vú em cho con của tôi luôn. Dù gì á, dì hai nó chăm sóc vẫn tốt hơn là người ngoài, phải không chị? Bình An à, chị không chắc là chị còn ở đây tới khi nào, nên chị không dám hứa với em. Thôi đi chị ơi, chị đừng có hù tôi nữa. Tôi thấy chị nói cái này mấy lần rồi, mà có thấy chị đi ở đâu, cứ ở lì đây miết à. Không, ý của tôi không phải như vậy. Tôi hiểu tâm của chị mà. Chị thấy ở ngoài kia cũng không có chỗ nào mà sung sướng đầy đủ như ở đây, nên chị cứ ở miết ở đây thôi. Cũng đúng mà, đâu có gì đâu ngại. An, em thật lòng nghĩ vậy sao An? Ủa, bộ không phải hả? Thôi, chị về phòng nghe. Chị coi ra ngoài hái mấy bông bưởi cho tôi gội đầu nghe. Ừ, chị nhớ rồi. Cảm ơn chị. Mà An nè, em phải hết sức cẩn trọng nha. Cậu Tương nói đàn bà đang mang thai mấy tháng đầu rất là hệ trọng. Em có muốn làm gì á thì nói chị làm cho. Rồi có muốn đi đâu á thì chị đưa đi. Nhớ nghe. Là chị tự nguyện đó nha, đừng có nói là tôi đầy ải chị. Không có chuyện đó đâu. Chị ra ngoài nghe. Nếu đứa nhỏ trong bụng Bình An là của người khác, sao Dượng ba không giải thích gì với mình? Rõ ràng Dượng nói là không có tình cảm với Bình An. Biểu Dượng làm gì cũng được, nhưng dứt khoát là không chịu coi Bình An là vợ kia mà. Mình là gì mà Dượng ba phải giải thích với mình chứ? Hai người là vợ chồng, có con với nhau thì đâu có gì là lạ. Cho dù không yêu thương, nhưng đàn ông mà, có khi Dượng không làm chủ được bản thân. Như vậy cũng tốt, khi mọi chuyện sáng tỏ họ vẫn là vợ chồng. Có người chồng như anh Thịnh, Bình An sẽ được hạnh phúc. Như vậy mình có thể yên lòng rồi. Nhưng sao tim của mình lại đau tới như vậy? Trúc ơi, anh ấy là em rể của mày mà, mày còn hy vọng gì nữa chứ?